Thưa quý vị, như là VTV9 đã phản ánh trong các bản tin trước, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai viện lý do đất công nhưng không có đủ hồ sơ pháp lý chứng minh để không thực hiện cam kết theo kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai trong việc hướng dẫn gia đình bà Hồ Thị Gái đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vâng, và vụ việc kéo dài nhiều năm đã khiến cho người dân phải nhiều lần khiếu nại vượt cấp lên ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Vậy các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh Đồng Nai đã có những chỉ đạo như thế nào để giải quyết dứt điểm vụ việc này? Theo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa đã không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đưa ra đề xuất không đúng quy định pháp luật trong vụ việc bà Hồ Thị Gái đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất 90, 91, 92 và 93. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và huyện Vĩnh Cửu liên tục ban hành hàng loạt văn bản yêu cầu đôn đốc giải quyết dứt điểm. Thế nhưng, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa viện lý do đất công nhưng không có đủ hồ sơ pháp lý để chứng minh, để rồi kéo dài thời gian giải quyết. Theo thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân huyện thì sau khi có kết luận thanh tra thì cũng đã thành lập hội đồng kỷ luật, và hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu, và trên cơ sở đó thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng ban hành quyết định là khiển trách đối với đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa theo thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Cái việc này nó làm ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích gia đình tôi rất lớn. Chính vậy là gia đình tôi đã có đơn khởi kiện và khiếu nại rất nhiều nơi, trong đó có cả Ủy ban tỉnh và ban dân huyện với thường vụ Quốc hội và cả Thủ tướng. Chỉ một vụ việc nhỏ nhưng người dân phải khiếu nại nhiều lần, thậm chí vượt cấp đến các cơ quan trung ương. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu và Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa khẩn trương thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hồ Thị Gái theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục có văn bản nhắc nhở Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này trước ngày 20 tháng 10 năm 2023. Đây cũng là lần nhắc nhở thứ ba. Trong thời gian sắp tới, cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo nếu như Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa không thực hiện hết cái trách nhiệm của chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 70 của Nghị định 43, thì việc mà đánh giá công cụ về trình độ năng lực và xem xét về công tác tổ chức cán bộ thì cũng sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới. Từng bị kỷ luật nhưng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa vẫn không rút kinh nghiệm trong thực thi công vụ. Câu hỏi đặt ra, đó có phải là thể hiện một phần yếu kém của chính quyền cấp cơ sở khi chưa thực hiện hết trách nhiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc, đồng thời là sự biểu hiện của việc trên chỉ đạo dưới không nghe và tìm cách chống chế. Vụ việc của gia đình bà Hồ Thị Gái chỉ là một trong hàng loạt vụ khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, sự chậm trễ của chính quyền cấp cơ sở khiến cho một vụ việc nhỏ nhưng phải chờ chỉ đạo từ các cơ quan trung ương. Và phóng viên của chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi điện thoại với ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có thể tìm hiểu rõ hơn về sự việc này. Các cấp chính quyền của tỉnh Đồng Nai quá phụ thuộc vào cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa và không có cái động thái để xem xét cái trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ địa phương, là tôi cho rằng nó có cái dấu hiệu về cừa quyền, áp đặt ý chí của mình để ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của pháp luật. Như vậy, ví dụ có thể rằng là đây là một cái vụ việc khá điển hình, mà không chỉ là ở xã Bình Hòa mà còn khá nhiều các cái vụ việc kiểu như thế này trên phạm vi cả nước. Chúng ta cũng cần phải xem xét trên bình diện pháp luật, tránh tình trạng là người dân ấy, người ta đã mấy chục năm, từ những năm 70, 80, 90 trước cả luật 1993, rồi người ta đã sử dụng một cách ổn định lâu dài, và bản thân địa phương cũng không có bất kỳ một ý kiến gì về cái động thái về mặt quản lý mà người dân sử dụng đến bây giờ, mà lại không xem xét để cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà lại cho rằng đó là đất của nhà nước, thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng áp đặt, xâm phạm đến cái quyền lợi ích hợp pháp của người dân theo đúng cái quy định của pháp luật. Diễn biến của sự việc này, đường dây nóng Alo V9 sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Và trong tuần qua thì nhiều khán giả tiếp tục gọi điện đến đường dây nóng Alo V9 để phản ánh các vấn đề mà họ quan tâm bức xúc, và sau đây là những tổng hợp đáng chú ý.
Khán giả tên Tuấn Anh có điện thoại 8 số đầu là 0948-6006 phản ánh điểm tập kết rác thải tại ngã ba đường Thủy Lợi Giao Nam Hòa lâu nay gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến chung cư Him Lam Phú An, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cư dân đã phản ánh nhiều lần nhưng tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng. Đường dây nóng Alo V9 cũng nhận được phản ánh dự án căn hộ The Night Stella tọa lạc tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư dự án đã nhận tiền cọc của người mua ít nhất 20% giá trị chào bán căn hộ, nhưng không tiến hành ký kết hợp đồng mua bán với người mua theo đúng thỏa thuận. Đến nay, dự án đã chậm tiến độ gần 1 năm. Vì thế, nhiều người mua muốn hoàn trả tiền cọc, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa giải quyết, gây thiệt hại về kinh tế cho khách hàng. Về những phản hồi vừa rồi, thì phóng viên đường dây nóng Alo V9 sẽ tìm hiểu, xác minh và phản hồi đến quý vị trong các bản tin Phương Nam hôm nay, trực tiếp 12 giờ mỗi ngày trên VTV9. Quý vị và các bạn nhớ đón theo dõi. Vâng, và mọi vấn đề phản ánh thì quý vị hãy gọi đến đường dây nóng Alo V9 0389 247 247.